làm cái món. Món gì không sao? Ơi, món vịt quay. Vịt quay. Vịt quay lu. Ăn chơi thôi chứ nha, nhậu không nổi rồi. Hay. Vịt quay lu. Bẻ về trái tầm ruộng đó Tâm ơi. Đâm sẵn cái chén muối ớt này mọi người ơi. Quá trời. Đó. Tôi ăn mà chịu nổi được 5 phút tôi mới sợ nè, hay để tôi ăn cho xem. Đây ra vườn làm cái món vịt nướng lu. Vịt này bự bự là cũng nướng lu luôn nè. Thổm ra ngoài đồng cắt lúa quá trời mà chưa đi ra máy quay được nữa. Chắc mê đi quá. Thằng nhỏ ngủ luôn. Sao ngủ kỳ vậy? Trời ơi. Chị đang ngủ rồi đó hả? Ủa giờ giải lên chi anh Sát? Đẩy lại chút xíu mình giải lên hả? Gì hả? Để hơi sợ nó khét hả? Nó thòng xuống quá trời hay gì? Ồ, vịt thấy ngon quá, vịt này không có mỡ ha. Món gì đó Tâm? Để tao quay thử coi người khác ăn thử chịu nổi 5 phút nha. Trước khi ăn vịt mình phải ăn xài trước. Chấm vô muối coi, đâu muối rồi Tâm? Chấm rồi. Bưng lên rồi, bưng lên coi. Để ngang gì nè. Đó, rồi ăn thử coi, tao chịu nổi không? Trời chua không? Má vô hết mẹ. Chua không? Nè cái chén muối này trời. Ui. Tặng miếng rồi Tâm. Mất ra, Tâm ơi. Đâu? Miếng này. Miếng ăn chứ. Gác luôn ông ơi. Để cho anh Tâm anh ăn thử như thế nào nha. Sao nướng kia nấu đụng đụng chạy. Chén muối nè mọi người. Anh Tâm ăn thử như thế nào? Ngon ngốt mà. Chua không? Ê nãy có trái tầm ruột á Tâm. Ăn mới ngon ha. Đi bẻ mày trái tầm ruột đi. Tao thử miếng á Tâm. Chia tao miếng coi. Để trên cho Tâm. Trước khi ăn vịt ăn cái này cho nó sốt ruột đi. Nè mọi người, mình ăn thử miếng. À thấy cái muốn ớn quá. Thử nghe. Chua. Chua không? Chua mẹ. À. Nấu bánh đông. Tao chịu hết nổi rồi Tâm ơi. Thôi tao phải ăn một miếng thôi. Tới mình làm thử nghe mọi người coi thử nó ăn sao mà thấy thèm quá. Cắt luôn qua này. Chua không nổi ơi. Quá trời à. Không miếng không em quá trời rồi. Tâm. Đến rồi. Anh đang quay trực tiếp. Tâm. Vậy. Chùm giá đen đeo ngoài mà mày có chỗ kim đậu nha. Hả? Anh nổi. Đổ ổng đi ha, đổ ổng đi. Bắt chuột hay gì? Mát đi. Nắng đi nổi. Mát đi làm. Bữa nay hay đi làm rồi. Mời đi mời chủ nhật khỏi máy ơi. Chua quá mọi người ơi. Máy mà ra đào chụp được được đã. Nãy tôi ăn rồi, tôi văn vách rồi về tới hai vợ chồng mày nó vô nó đóng tiếp tập 2 nghe mọi người. Tâm làm nổi nữa không? Đâu. Cái qua luôn em. Tới nhỏ này coi, nhỏ này ăn thử cái nổi nữa không? Trái gì? Cái xài. Quất cái quất cái chàng ngoài họng coi. Ừ. Mẹ. Chua. Đem ra 300 mặt hết. Chua không sang. Nó răng nó chua. Thì nó chua nó mới răng đó. Nó có vị ngọt ngọt. Ăn tại vườn luôn nha. Tại vườn luôn à. Quay ra vườn, quay ra vườn, ăn tại vườn. Tại vườn xôi. Xôi xôi. Một điều này ăn cắp của người ta chứ không phải ấy nha mọi người. Nãy nhỏ ăn. Nó chơi trái sình.
có nhỏ ăn nữa nè. Nhỏ ai ôm ăn luôn đó hả? Nhỏ ôm ăn luôn nè. Chú Tâm sau khi đã quất một trái xài văng vách. Đây coi. Quay ngồi chú mỏ. Ăn quất, ăn quất, mày sao lên, mày sao lên. Đâu đâu? Đây quay qua chú quất coi. Ăn quất phải không? Đây à. Ăn quất tôi phải lật đít em lên. Đó. Thấy không? Đúng bài luôn. Đó, bẻ ra. Đó. Đâu bẻ ra đâu hả? Rồi. Chủ vườn này chỉ vườn chỉ mới biết đường để ăn nè. Lật đít em lên ha. Lật đít em lên. Rồi đưa lên nút, đưa lên nút. Ăn thử. Không có, thằng ấy mày, thằng Di Khánh hổm nó đi ấy mày. Thôi ăn thử coi coi cái miệng như thế nào, tôi thèm không? Ủa Di Khánh nó nãy giờ người ta mới ăn tôi thèm muốn chết rồi. Dùng quýt đó, ông già ông chỉ đó. Cũng lật đứt em lên mày mới bẻ quýt ra được. Dạ. Ngon không? Rồi cảm ơn, không có gan ăn cái miệng thấy ghét. Ở đâu không coi được cái đó. Trời em. Bây giờ mà mình chờ ăn tới con vịt nướng chắc gan cỏ gì banh hết trơn quá mọi người. Đó, nghe mùi đó. Có mùi chưa? Có mùi rồi để đặng mình lại đặng mình sao coi thử nhữ thử như thế nào. Ăn được rồi bị chữ đó. Bây giờ mình dở thăm con vịt cái nãy giờ là cũng 15 phút hay sao? 15 phút thôi. Ôi ôi. Đây. Wow. Quá đẹp. Sáu đường vô lần hai, đường cho vô lần hai, trời dính con vịt, bị móc rồi gan ra gan nín cổng rồi, mày ăn cắp vịt ba tuần chiều vậy em chửi cho nghe, con vịt này nãy ăn cắp hay gì bộ, chơi liều thiệt chứ, sáu này đủ mà. Đây là hai sáp. Chờ chút xíu nữa là thưởng thức đó ha. Chưa nữa gì sao? Quá trời quay phim luôn rồi. Trời còn trắng nhá. Giờ nó còn ứ nè anh Sáu, anh đường đâm vô cho máu bầm ra gì ha anh Sáu. Ứ nè, cái ứ. Đưa vô chập nữa là im đó phải anh Sáu? Quất được đó ha. Cái này chấm với muối gì ta? Muối chanh. Muối chanh hả? Ừ. Hồi nãy ta làm hai móc, rồi chờ vô tập 2 nha, tập 2. Còn than nhiều không? Tao méo hai móc dưới móc trên. Không biết gì. Để Tết ăn á, Tết làm sao á. Sao vậy, không chín hay vậy? Để vậy đó. Dễ vậy. Xong đưa xuống luôn anh Sáu. Cái con kẽm đây, xoài nè. Giờ món vịt nướng lu đã hoàn thành. Tư ngâm để tới giờ đó. Mười mấy năm rồi. Ruộng cha chiền. Bây giờ lên sang đây, đúng rồi. Nóng, đừng vít. Để im đi. Để sang nó tự động nó dở lên hả? Cái gì đi à? Rồi đi ra ngoài. Cái khẩu để nó đi. Sao này? Vịt khô luôn rồi. Lấy cái gan ra. Ra ngoài không chặt đi, lấy ra sao? Đừng để lên. Ra ngoài cho Sáu chặt đi. Ừ. Sao không để sẵn cái cây ấy dữ vậy? Cái nào lính thì bỏ lên. Cứng mắt bóng đèn thôi, tọt tọt vô cây. Rồi đem đồ nghề ra ông Sáu ơi. Rồi đem đồ nghề ra. Trời khu ghê. Wow, im không? Thấy im quá nè ông Sáu. Im lắm. Thử miếng cái than chín với than thử coi. Ngại gì ngại. Ờ cái đó bỏ vô cái ống đỏ dĩ sẵn đó than. Cái nào nín thì cứ luôn để qua trời. Ồ. Ồ có nín. Khô gan rồi, khô gan rồi. Gan hết trơn rồi. Nín đâu. Thấy vô giò tôi đi.
nướng gì chứ. Ôi ngon quá mọi người. Khô quá ăn không ngon ha. Đó. Từng miếng thịt. Từng miếng. Còn hơi é chút, hơi é lại. Bổ. Nên nên chút. Không có gì. Bổ. Còn nóng hổi luôn ha. Anh nấu cơm đâu? Em nấu thịt. Trời ơi, dịch gì mà nói đủ nín gì nụ đồ thịt thêm chứ, cơm thêm chứ. Thịt không đó. Chuẩn bị chén cơm sáng đó hả? Độ. Ngon ha, cái này ngon ha. Để độn mà. Muối tam ơi, nặng chanh nào vô tắm. Nặng chanh cho anh. Lăn xăng để cà rũ không mát. Ồ, có sẵn luôn ha. Để chưa có chảy điểm nó để rũ chứ ra. Chảy tấm điểm ra coi gì chứ tư. Ông đang chặt có chảy gì. Thằng ơi, ông chặt thì chảy gì bên kia chứ. Chảy đâu. Coi chừng nó văng xuống cái này hối hận à nó. Chảy xuống dưới kia nè. Dạ, cái đầu mà ăn bay hay sợ thì chứ. Dạ nướng vịt lưu độc nó làm cái lưu hay ha. Ngon lắm rồi đó. Món này rất là ngon nha mọi người. Vậy bữa có con vịt nó đem lại cho anh nướng nữa. Còn 6 con nè. Còn không? Còn 6 con. Chắc tới đời chừng mày đi chắc hết cái bài vịt của ổng quá. Để dành ăn mà, không có làm gì chứ. Đem lại 2 con nè. Nín đâu mà nín. Trời ơi, gì ra ngon. Ngon thấy ngon quá nè. Quậy nước đó Tam, quậy nước đó. Trời ơi, chưa chân mày quất sáng đó hả Tam? Ngon. Thôi ơi. Ôi lại cái miệng không ngớt. Cái ông chặt thì cái miệng khô gan. Thằng cái thằng không làm gì chứ nó nhai ngổ mẹ không mẹ. Cục lên dĩa nè. Thì cục nào nó ấy thì bỏ vô có vô này nè nè. Đúng luôn á. Cục cái không chỗ cái gan nữa đó. Cái này gấp mà, tại tôi gấp tôi đi, tôi kêu mấy ông ấy sớm. Đó là chỗ cái gan nó nằm nãy ông ơi. Trời ơi. Nói mà con gì phải rút cái gan mới được. Nói lại cái món ngon bạn ơi. Quá ngon. Thịt nướng nha. Đó. Quá trời ngon, quá ngon. Thôi chấm miếng cái Tam. Chấm miếng làm ăn thử cho nó ngon, làm cho người ta xem cái. Này hơi mệt à. Không có mệt đâu. Làm hỏi em chấm no luôn. Rồi bạn ơi. Vô. Chấm gì vậy? Muối. Chấm ớt phải không? Chấm muối. Đây chấm muối đây. Hồi vô. Thèm trâu trâu nó ăn như trong phim vậy trời. Nè mọi người chấm lại cái. Ủa sao mày vuốt hai cái vuốt sao còn cục xương không hả? Sao ăn nữa? Mẹ ăn cũng từ từ lắm, nó thèm lắm vậy. Đưa vô cái sấy bằng cái còn cái cục lẳng thôi mà. Còn hai cái sấy cái còn cái cục xương thôi mà. Lấy thêm cái cục lẳng ta sấy cái nữa coi. Thôi ngon ngon, đợi sáu gàng cái trải điểm cái là ăn cái cho nó biết cho, mọi vậy. Trải điểm cho, trải điểm đi. Quay dần lại ngon ha. Ừ, ngon lắm. Lấy cái điểm mà trải rồi trời mà. Đây diễn viên điện ảnh mới của kênh về miền sông nước. Mướn thành phố về. Mướn thành phố về đó. Bưng cái dĩa này không 3 triệu đó. Rồi mình review miếng mồi cái mình xin kết thúc video nha mọi người. Ăn thử cái sáu có ngon không sáu? Không nè, không sắp ra đùi nè, đùi hả? Nè gấp trong cái đùi đi. Thôi ăn miếng chút xíu được rồi. Review đi ha. Làm miếng rồi. Đây cặp đôi hoàn hảo đây. Từ lộn tối ngày. Từ lộn tối ngày mà đi đâu cũng đi chung chứ hả Tam? Không. Trời ơi, ăn đủ quá. Quá im. Cho mình cái đùi nè. Thôi cho anh Sáu cái đùi đi, trời công của anh. Nè anh Sáu, chấm cho anh Sáu cái. Thế nách luôn kìa. Ôi trời ngon. Anh Sáu. Chấm cho anh nè. Đổ đùi hai cái. Nè, đùi. Ăn đi. Nè. Không, ăn đi. Nè. Dạ, có ăn ha. Thôi để chấm cái. Không chịu thôi. Không chịu thì mình. Ồ, vậy ông làm ngon quá, nhìn thấy thèm quá. Má này ăn không ngon. Quá ngon rồi hả? Nó chuyện hết được không? Nói làm bị ngon, nấu đem nấu. Vô cái. Ngán chết luôn. Im ha. Lỡ cái chân dịch nhậu dịch luôn á. Thôi chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Ngon quá. Chào. Chào quá Tam. Nguyên mà. Chào. Chào.